Lịch thi đấu AFF Cup, trận khai mạc hứa hẹn 10 bàn thắng, Việt Nam Thái Lan chính thức tranh đua. Như vậy là World Cup đã kết thúc với kết quả ngọt ngào dành cho đội tuyển Argentina của Messi. Một tháng ăn ngủ cùng bóng đá đã chính thức khép lại đối với người hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, với khán giả Việt Nam và khán giả Đông Nam Á, bữa tiệc bóng đá sẽ lại nối tiếp hơn một tháng nữa khi mà ngày mai giải đấu hấp dẫn nhất khu vực AFF Cup sẽ chính thức khởi tranh. Sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn AFF Cup 2022 sẽ là cuộc chạm trán giữa Philippines và Campuchia. Ngay sau đó, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Cụ thể, trận khai mạc diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 12 là cuộc đọ sức giữa Philippines và Campuchia. Trước thềm AFF Cup 2022, cả Philippines lẫn Campuchia đều có những màn tổng duyệt. Nếu nhìn vào kết quả, cả hai đều gây thất vọng. Tuy nhiên, Philippines chỉ chịu đầu hàng trước đội tuyển Việt Nam bằng bàn thua duy nhất ở phút bù giờ một cách thiếu may mắn do hậu vệ đội nhà để đập bóng. Sau đó đổi hướng sau đường truyền của Văn Quyết. Cùng trắng tay nhưng thất bại của Campuchia lại nặng nề hơn khi mà đội bóng xứ sở chùa vàng đã phải nhận bàn thua tới 4 bàn không gỡ trước Malaysia. Không hẳn là thước đo sức mạnh nhưng nhìn vào những thất bại có thể đủ thấy sức mạnh của Philippines cũng như là Campuchia trước khi bước vào cuộc đọ sức này. Mất một số các cầu thủ quan trọng nhưng Philippines vẫn thường xuyên suốt với triết lý lấy cầu thủ có dòng máu châu Âu làm nòng cốt. Đội hình hiện tại của họ thì cũng không phải là ngoại lệ. Trước một ứng cử viên cho chức vô địch như đội tuyển Việt Nam, Philippines đã chơi rất kỷ luật khi mà chắc chắn phòng ngự và khá sắc sảo trong phản công, cũng như là một ứng cử viên vô địch là Malaysia. Nhưng Campuchia đã cho thấy sự bệ rạc bằng một lối đá không có điểm nhấn. Hàng tấn công nhạt nhòa, còn hàng thủ để lộ ra nhiều khoảng trống. Nhìn một cách tổng thể, Philippines ăn đứt Campuchia về mặt chuyên môn khi mà vượt trội hơn về thể hình cũng như là tư duy, kỹ thuật chiến đấu. Thuận lợi lớn nhất của Campuchia trong trận mở màn bảng A đó chính là điểm tựa sân nhà. Sự tiếp thêm sức mạnh của khán giả sẽ giúp cho họ có thêm được sự tự tin. Nhưng tinh thần thôi thì chưa đủ. Chuyên môn là một yếu tố quyết định bởi Philippines đã cho thấy cầu thủ của họ có tinh thần khá vững. Một khi không cảm thấy nao núng trước sức ép từ khán đài, Philippines sẽ tận dụng được ưu thế về chuyên môn để giành chiến thắng. Sau trận đấu của hai đội kế trên thì khán giả sẽ được thấy một bộ mặt của đương kim vô địch Thái Lan khi mà họ để đối đầu với Brunei ngay sau đó. Đội chủ nhà Brunei đã có mặt tại AFF Cup 2022 sau khi vượt qua vòng đấu loại bằng chiến thắng Đông Timor với tỷ số chung cuộc là 6-3. Dẫu đá ở sân nhà nhưng đội bóng của Vương quốc Brunei lại chọn sân Kuala Lumpur của Malaysia là sân nhà tại vòng chung kết AFF Cup 2022. Thực tế Brunei thì chưa bao giờ được đánh giá cao tại khu vực Đông Nam Á nên việc đối đầu với đương kim vô địch Thái Lan ngay trong trận mở màn là một bất lợi cực kỳ lớn đối với họ. Trong khi đó, Thái Lan dẫu thiếu vắng đi nhiều trụ cột trong đội hình tham dự giải đấu năm nay, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng không thể đánh giá thấp họ. Thậm chí Thái Lan vẫn nhận được là một ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch. Vì vậy, việc đối đầu với Brunei sẽ giúp đội bóng xứ sở chùa vàng có một khởi đầu thuận lợi trước khi mà tiếp tục vào vòng trong. 3 điểm dĩ nhiên là một mục tiêu mà Thái Lan đã đặt ra và chắc chắn họ sẽ làm được điều này. Thậm chí là các cầu thủ đội khách nhiều khả năng sẽ dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới của Brunei. Trong khi đó, chủ nhà Brunei sẽ cố gắng hạn chế để thủng lưới càng ít càng tốt nếu như mà giành được một điểm trong trận đấu này. Đây sẽ là một thành công vượt ngoài mong đợi, nhưng xem ra là hơi khó. Đó là diễn biến của bảng A. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta nằm ở bảng B với Singapore, Lào, Malaysia và Myanmar. Vào ngày 21 tháng 12, cả chúng ta và Malaysia thì đều có trận đầu tiên trong chiến dịch lần này. Malaysia thi đấu trước chúng ta ít giờ đối đầu với Myanmar, có ưu thế sân nhà nhưng Myanmar thì làm khó để có thể tạo nên một bất ngờ trước Malaysia được đánh giá là mạnh hơn và ứng cử viên nặng ký cho một suất ở bảng B. Vị huấn luyện viên Anthony Hay là một trong những người có kinh nghiệm huấn luyện nhưng xem ra tài năng của ông thầy người Đức này vẫn chưa thể có thể biến một Myanmar bình thường trở thành một đội bóng ấn tượng trong giải đấu này. Năm 2018, ông Anthony Hay cùng với Myanmar bị loại ngay sau vòng bảng bởi trận thua mang tính chất quyết định chính trước Malaysia. Trong thời gian vừa qua, Myanmar dưới tướng của ông thầy người Đức vẫn chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyên môn. Có thể thấy, thất bại 0-6 trong trận giao hữu với Thái Lan không phản ánh hết được sức mạnh của Myanmar khi mà họ có thể giấu bài. Tuy nhiên, một thất bại nặng nề đến 6 bàn không gỡ chỉ đến khi năng lực có vấn đề. Không chủ quan khi nhận định rằng Myanmar không có nhiều cơ hội ở một bảng đấu có hai đối thủ mạnh là Malaysia và Việt Nam, bên cạnh một Singapore tiềm ẩn khả năng bùng nổ. Để thắp sáng một chút hy vọng và tạo nên bất ngờ, Myanmar buộc phải tận dụng những trận đấu trên sân nhà và nơi có sự cuồng nhiệt của khán giả.
Dù vậy, Malaysia là một đội bóng thiện chiến. Họ có thể lo sợ trước các đối thủ ngang cơ, nhưng trước một Myanmar ở thế chiếu dưới, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Bangun thừa hiểu là cần phải giành được chiến thắng. Trong hành trình hướng tới AFF Cup 2022, Malaysia có những màn khởi động đầy phấn kích. Tuy có những thắng lợi đậm đà trước Campuchia hay là Maldives, không thể khẳng định được sức mạnh của Brazil và đồng đội, nhưng ở một chừng mực nào đó cho thấy đội bóng của họ cũng đã từng vô địch AFF Cup. So với trước, Malaysia vào thời điểm này có tín hiệu lạc quan hơn. Nhiều ngoại binh nhập tịch của họ như là Lee Tuck hay là Aguero đều có chất lượng hơn. Dưới sự dẫn dắt của ông Kim Bangun, Malaysia cũng được đánh giá là có tổ chức và kỷ luật cao hơn so với trước đó. Nếu những tín hiệu lạc quan ấy là sự thật, Malaysia sẽ không khó để giành chọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Myanmar. Ở bảng B này, Malaysia chính là một đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, thay cho ông Park cần phải có trận mở màn dễ thở khi gặp đối thủ yếu hơn, đó chính là Lào. Trong lịch sử đối đầu, Lào thì không gây khó dễ cho Việt Nam. Ở lần chạm trán AFF Cup vừa qua trên đất Lào, đội chủ nhà đã phải nhận thất bại nhẹ nhàng 0-2 trước đoàn quân của ông Park. Dẫu rất nỗ lực để tìm kiếm một hình ảnh mới, nhưng đội bóng xứ sở triệu voi thì vẫn chưa cải thiện được. Mới nhất, Lào còn thua đậm U23 Thái Lan 0-5 trong trận giao hữu ngày trước thềm AFF Cup 2022. Thất bại này là một bằng chứng cho năng lực chuyên môn và hạn chế của các cầu thủ xứ sở triệu voi và cho thấy trình độ vẫn còn có một khoảng cách rất lớn. Trước một đối thủ không phải quá mạnh, đội tuyển Việt Nam chắc chắn phải hướng tới 3 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Park Hang-seo thì cần xung trận với một thái độ tôn trọng. Đó cũng là cách tôn trọng chính mình để có thể đưa ra trận đấu diễn ra với sơ đồ chiến thuật theo kiểu đội tuyển Việt Nam lựa chọn. Trận thắng là một mục tiêu hàng đầu như đã đề cập, thay cho ông Park còn đối đầu với một đối thủ sừng sỏ Malaysia ở một trận tiếp. Vì thế, mục tiêu cần thiết là cần phải bảo toàn lực lượng và phải giấu được bài. Nếu như ông Park Hang-seo không tung ra đội hình tối ưu nhất trong trận đấu ngày hôm nay thì cũng không phải là điều quá bất ngờ. Sự chênh lệch về lực lượng và một chiến thắng cách biệt của đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách trên Lào không phải là quá khó. Trước một trận Lào thì chúng ta đã đón nhận những tin vui về lực lượng khi mà hai cầu thủ là Văn Hậu và Hoàng Đức đã quay trở lại tập luyện. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất khi mà Văn Đức, Tiến Dũng mắc Covid-19 thì sự trở lại của Văn Hậu, Hoàng Đức là một thông tin rất vui. Trước đó, Văn Hậu và Hoàng Đức không ra sân ở trận gặp Philippines. Tiền vệ Quang Hải mới trở về từ Pháp nhưng bắt nhịp rất nhanh. Theo thông báo của ban tổ chức Lào, vé xem hai trận đấu vòng bảng của đội tuyển Lào và Việt Nam, Singapore bao gồm hai mệnh giá là khoảng 40.000 đồng và 68.000 đồng. Kết thúc trận đấu với đội tuyển Lào thì đội tuyển Việt Nam sẽ về nước vào ngày 22 tháng 12 để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia ngay trên sân nhà Mỹ Đình.